Tiền Giang, đại ca giang hồ kéo băng nổ súng truy sát đối thủ trả thù cho con trai. Do con trai bị đánh trong bữa tiệc sinh nhật, Tân Móp đã tập hợp khoảng 20 anh em kéo đến cơ sở kinh doanh của đối thủ nổ súng, dùng hung khí truy sát người để trả thù. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 7 tại tiệm cầm đồ Lê Thúy thuộc phường 1 thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. Lúc này thì nhóm của Nguyễn Thành Tâm 44 tuổi, Nguyễn Văn Phát 18 tuổi cùng với một số người khác đều ngụ tại thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang đến tiệm cầm đồ do Lê Thị Ngấm 30 tuổi làm chủ để ngồi chơi. Hơn nửa tiếng sau thì cả nhóm hoảng hốt phát hiện ra có 5 tới 6 thanh niên bịt khẩu trang xông vào nhà bắn nhiều phát súng nhưng không trúng ai. Nhóm thanh niên này ném 5 bình ga loại 12kg cùng với lửa than nóng vào nhà. Do bình ga không phát nổ nên 10 đối tượng bịt khẩu trang, cầm hung khí xông vào nhà đuổi chém nhóm của Tâm. Nhóm của Tâm tháo chạy, còn Phát thoát không kịp nên bị một thanh niên dùng dao tự chế chém trúng đầu. Sau đó thì các đối tượng này tiếp tục đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản. Công an thị xã Cai Lậy đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường. Cảnh sát thu giữ 3 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 1 lưỡi dao bằng kim loại, 5 bình ga loại 12kg. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định nhóm đối tượng nổ súng, ném bình ga và dùng hung khí truy sát người tại tiệm cầm đồ. Cảnh sát đã tiến hành mời làm việc 6 đối tượng tham gia vụ truy sát. Qua làm việc thì các đối tượng khai nhận Lê Hoàng Tân 46 tuổi và Lê Hữu Tiến 22 tuổi là con trai của Tân, ngụ tại thị xã Cai Lậy là người tổ chức và tham gia vụ truy sát tại tiệm cầm đồ. Tân và Tiến đã tập hợp khoảng 20 anh em chuẩn bị hung khí để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm kéo đến tiệm cầm đồ Lê Thúy do vợ chồng Vũ Thanh Bình 35 tuổi, ngụ tại phường 4 thị xã Cai Lậy làm chủ. Tại đây thì Tân lệnh cho nhóm người đi chung mở van các bình ga ném vào tiệm cầm đồ. Riêng Tân trực tiếp dùng súng bắn vào nhà, Tiến và 4 người khác cầm hung khí xông vào nhà chém Phát bị thương và đập phá nhiều đồ đạc. Khoảng 20 phút sau thì cả nhóm lên xe bỏ đi. Theo điều tra thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do ngày 14 tháng 7, vợ chồng của chị Ngấm có tổ chức sinh nhật cho con trai tại một nhà hàng thuộc phường 4 thị xã Cai Lậy. Tiến và Tân cũng được anh Bình mời đến dự tiệc. Sau khi dự tiệc xong, Tân và Tiến ra trước cửa của nhà hàng thì xảy ra mâu thuẫn với một người và đánh người này gây thương tích. Được mọi người can ngăn nhưng Tiến không nghe, những người dự tiệc mới đánh Tiến bị thương, do đó dẫn đến mâu thuẫn giữa anh Bình với Tân và Tiến. Theo người dân thì Tân Móp là một đại ca giang hồ có số má tại thị xã Cai Lậy. Nhiều người khi nghe đến tên của đại ca này đều phải rùng mình. Hiện thì vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.